Sáng sớm mùng 4 Tết, chúng tôi có mặt tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nơi chùa Hương Tích cổ kính, linh thiêng Phật Thích đủ trì cho quốc thái dân an. Con đường từ quốc lộ 1 vào trung tâm xã ngược lên chùa Hương chật kín đủ loại tre. Bến thuyền Hồ Nhà Đường nằm dưới chân ngọn núi Hồng Thơ Mộng, nơi dẫn đến chùa Hương Tích cổ kính đông nghịt người. Những chiếc thuyền hối hả ngược xuôi hết công suất đưa đón khách hành lễ. Đã có thuyền đưa đón, cáp cho rút ngắn thời gian trên hành trình ngược núi. Nhưng vẫn có số đông người chọn phương án phụ hành theo lối đi đã có từ hàng trăm năm. Dưới tiết trời ấm áp của mùa xuân, dưới lối đi của rừng thông rừng trúc hiên ngang xanh mượt, từng dòng người tay xách tay mang vẫn đều bước ngược lên phía trước, có cảm tưởng dòng người ngược lên chùa Hương dài bất tận. Người đông nghịt nhưng so với nhiều năm trước, hành lễ dịp Tết này du khách cảm thấy ấm lòng thoải mái hơn. Bởi công tác an ninh giao thông đi lại cho du khách đảm bảo hơn, tình trạng ùn tắc giao thông giảm hẳn, tình trạng chèo kéo chặt chém không còn. Ông Nguyễn Quang Huy, trưởng ban quản lý chùa Hương Tích cho biết, lễ hội chùa Hương năm nay khai hội vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch, muộn hơn 4 ngày so với năm trước. Nhưng đến thời điểm này đã có hơn 2 vạn người về với chùa Hương, trong đó riêng ngày mùng 4 có đến gần 2 vạn người. Hôm nay thì cũng thời tiết rất là đẹp, từ đầu tiết này thì thời tiết đẹp. Đặc biệt là du khách đến với chùa Hương thì lần này thì cảm thấy an toàn hơn. Và giải quyết được dứt điểm cái tình trạng là xe ôm treo kéo khách. Và không có như lần trước nữa là xe ôm không chặn nữa. Và đến đấy du khách đến thì mua vé. Lần này là có cái du khách đến là không mặc cả giá với xe ôm nữa mà lại mua vé. Từ đầu tiết đất mùi từ lại này á, là du khách đến với chùa Hương tăng hơn rất nhiều lần so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể là ngày mùng 1 Tết á, là số lượng đến với khách du lịch chùa Hương là gần 1.000 người. Và ngày mùng 2 Tết á, là có 3.000 người. Và ngày mùng 3 Tết á, có hơn 5.000 người. Và dự kiến ngày mùng 4 Tết này á, thì có khoảng là gần 2 vạn. Để tổ chức tốt cái mùa lễ hội du lịch chùa Hương Tích năm 2015 thì trong thời gian vừa qua ban quản lý khu du lịch chùa Hương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để làm sao thu được khách đến với khu du lịch chùa Hương ngày càng đông và phục vụ tốt nhất. Và chúng tôi đã thực hiện các giải pháp. Thứ nhất là chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá giới thiệu các giá trị di sản của khu du lịch chùa Hương đến với du khách Can Sa. Thứ hai thì chúng tôi đã tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện tổ chức xây dựng tu sửa nâng cấp cái hàng một công trình như là khu vực các bến thuyền, giải tỏa toàn bộ khu vực đó để du khách đến lần này là không bị tắc nghẽn ở đó. Và yêu cầu nhà thuyền là trang trọng tu sửa lại hệ thống thuyền và mua mới thêm một số cái thuyền để đáp ứng được cái du khách đi trên đập Hồ Nhà Đường. Và phối hợp với công an thì đẩy mạnh và tuyên truyền đến với du khách về từ ý thức được bảo quản được cái hành lý của mình để du khách đến là không bị mất mát. Và tăng cường lực lượng và toàn bộ lực lượng công an huyện, công an xã Thiên Lộc đã dành phần lớn để cho mùa lễ hội du lịch chùa Hương Tích đảm bảo an toàn.